nhưng mà à, trận đấy Trận đấy chỉ cần tạ đúng không? không, trận đấy đánh với Thạch Không, Viễn tao đã không Sâu. có chơi. Không có chơi. Chết mẹ rồi, mình toàn đồ cánh như này. Thôi, ok đi trong cánh cũng được. Thôi. May quá bãi vàng không xa lắm, nói chung là chấp nhận được. Bãi vàng nhà mình thì khỏi phải nói luôn. Xem đây có bãi nào. À, con Mông Cổ cảm giác an toàn vãi, kiểu kiểu cái nhà của nó nhiều khi nó sát nhau hết luôn, Ừ. nhà chính bảo. Nhưng Thế mà bây không có giờ nhiều lúc cửa hết. hỏi chiếc cần xem, vừa cầm một trận bãi vàng bãi đá bãi gỗ xa nhau hết cơ mà. Xe nhau Nói chung là nó cũng may rủi à, nhưng mà rồi cái cái tỷ vấn lệ đề báo kê nhà khi quét xe là nữa, cái gì nó không thể đánh nổi, đừng có nói. trời, nó đúng khỏe nó rồi. mẹ về sau đá thầy cứ đi tới đâu để Ừ. xây mấy cái trò Tính ra đá chòi nè, Mông chơi Cổ là bãi yếu đá, nhất. chơi bãi Không, đá mà rất là yếu xe nhưng nó mà đốt nó mà đá mày nghe nó ít. luôn cái ủ Cái thiên thì có mẹ ăn cất. vấn đề là ấy thôi, cái vấn đề là bọn Mông Cổ về sau đá nó vô tận thôi. Những cái vấn đề bọn kia nhá, bọn kia đi buôn xong bắt đầu chúng nó mua đá còn hơn Mông Cổ nhiều. Mông Cổ cái chòi nó vừa không lưng lên được đá, không lưng lên được chòi đá, xong bắt đầu lại còn đấy nữa, lại còn không có tường nữa. Farm cũng Ê, có vài Nga cuộc đấy anh thử em chọn ơi, có Nga đấy. nha. Ừ. À, mình vẽ hương đấy, quên mặt này. Cái Chết mẹ ơi, game này đói cừu quá anh em ơi. ai thể nào dò cho thằng ấy ở đâu rồi nè, thằng Pháp ở đâu rồi nè. Chưa ai dò nhà địch ạ, dò anh em đâu hết đấy. Đang đi bắn hươu rồi. Hươu bị chậm mất. Thằng Pháp màu gì? Đỏ. Đâu. Thôi nhà địch anh em Cái ơi. thằng Nga ấy, Nga mà đi không chậm thế. Hử? Thằng Nga bên kia kìa. Nó vừa bị tôi hit Ông một đèn mấy bác đàn. yêu Lát rồi, hit rồi với đi. cả con đấy. Lát hit với cả con hiêu rồi. Thằng anh ở bên cánh này nhá. Nghe bên này này, nghe ở đây này. Thằng 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 anh Pháp này. bên này, Pháp bên này. Pháp ở giữa rồi, Pháp ở giữa rồi, đây rồi đây. Mình cảm giác gọi là không được tốt cho lắm. Cái Anh tay em này cứ nó đánh cũng nghe to để đánh cái Pháp rồi. à, game này thì nhân quả rồi, nói chung xa quá. Gì? Sọc phát chết. Nhiều cứu thế. Nhưng mà nhiều cừu quá không biết phải làm gì thì đem qua đây giết cũng được. Đâu đang bảo là phát lại nhiều cứu. Thằng Pháp ở giữa à? Ừ. Thằng Pháp ở giữa. À, nó Vậy ở quả đâu? Pháp anh không 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 sâu mối được gì anh có quân rồi này.
anh em mình lại quản thằng khác thôi. Thôi quản anh ấy. Anh có quân rồi, nó ra ra quân. Nó ra mấy mấy bảng đằng sau rồi ấy, kia rồi. Biết rồi, biết rồi. Chắc chắn là như thế rồi. Cũng đốt thằng này. Ơ thằng này hai nhân ngựa à? Kia kìa. Đây đi con mày. Đây ở đây rồi, quay lại nhá, quay lại chơi nhá. Xem ăn vãi đâu á. Thôi 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 kìa, mất gió. Ủa sao, sao? À, mất giò rồi. May quá nó không bắn. Ok. Chạy 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 chạy. Ai à. Từ từ đã nhá. Bãi vàng này này. Thấy chưa? Thằng này ăn sao vậy? Sao ăn lìn. Không chạy tên à? Nó lại bỏ rồi kìa, lại chạy tiếp kìa. Thằng Liêu lại đi vào. Quay lại chơi luôn này 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 này. Từ từ. Chia cho một cái này. Qua đi đúng rồi đúng rồi. Kìa nó lại ra đảo vàng đây đấy. Đang đi quẩn lại này đó. Đập vàng đấy, đập vàng đấy, để đập con này mất. Mấy cái khác này. Đốt nha, đốt đốt luôn chơi, cũng đốt này. Giáo kìa. Giáo sau kìa, giáo với cung bật kìa. Từ đợi tí ra, Đấy. đang ra đấy rồi. Đang ra cung Đấy cung đi rồi. rồi. Game này xong mình lấy thật quá nhỉ. Kéo thật đấy. Cả vàng. Ai thiếu cừu ra đây cho đúng một con cừu này. Nó đang sau rồi trước kia rồi. Thế đang À ra không là sao? không. Nó xây chòi đây rồi. Làm gì được không? Làm gì được? Ơ lao vào đúng cung đi, trời ơi. Tại sao lại ra Ông đây? giáo. Giáo giáo giáo. Dám chạy đâu rồi ấy? À, đây vẫn có một thằng dân đấy. Thằng dân thì là đi. Mẹ thằng anh để trâu quân lắm nhá, nó mới tàn con nhà mình là chết chết luôn đấy. Đợi tí. Anh em nghiên cứu sao chủ động xây chòi chết các kiểu đẹp. Đi bị gì đánh khô máu thì chết luôn đi bị gì đi. Để qua qua nhà anh dò dò cái bẫy vàng đằng sau của nó là xem nó nằm đâu nhé. Đây là thằng anh thì qua nhà mình biết ngay mà. Chỗ kia rồi. Đây đây đang qua đang qua. Bắt dùng mấy con giáo. Thế nào đéo kích cố gỗ mà ấy rồi. Nó lại về rồi nhá. Nãy thằng nào Chặt về? chặt Ờ thế vừa là chặt kia nhà rồi. nó xong, vừa chặt nhà được nó vùng một con dân xong. Chặt nhà này anh đi, ông đi chặt nhà này anh đi. Cứ Được chạy quay quanh nhà nó thằng Pháp rồi đấy, đấy cho. Không thằng Pháp nó rảnh tay nó đi ấy đấy. Xem. cứ lo khác không khác. Này. Chuyện này này. Anh mình cũng lấy bảng nó ở đây rồi. Cái bảng nó gần là chính quá, khoảng cũng nổi. Xây hai nhà chính rồi. Thắp qua nhà mình nhá. Đâu 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 chỗ nào? Ping phát. Để đi dọn phát.
thấy một con nhưng mà khả năng là nó đã ra đem con rồi. Khả năng đã ra nhiều con rồi đúng không? Rồi. Thấy một con chạy chậm chậm. Chậm chậm. Cứ đi chọc nhà nó yên tâm, nhà lo cho, nhà nhà có người lo rồi. Ở chỗ này thằng Pháp nó có hai cái chòi thôi. Ra ra chọc luôn. Ra thỉnh thoảng chọc phát kỹ năng không phải nó chọc ra lại hồi máu cái gì đâu. Này, con kiều. Thằng Pháp vừa chạy đâu ấy nhỉ? Quanh quanh ở đây đấy. Trong cái góc này này. Không biết nó chạy ở đâu. Thấy 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 chạy ở đấy thảm hơn cục quần tập. Dập luôn chứ không là em tụ được quân đấy. Để nó để chứng đấy. Đấy, để mẹ một con. Đúng một con. Vẫn là một con. Trời ảo ấy, thằng này một con thì đi đi ấy à, đi đi móc à? Đéo biết được. Vẫn chỉ là một con thôi, thằng này thí cái này rồi. Nhiệm vụ của Vũ là cứ đi chọc thôi nhá, yên tâm nhà yên tâm không phải lo. Ba rồi thằng này chơi dữ rồi. Đây cho cái chợ ở đây ai đi mua nào. Đi buôn đi đâu vậy? Thằng này đầu tư đấy, đầu tư ba rồi đấy kia. Đầu tư ấy. Cho con cừu nữa này. Kìa trời, mẹ trời úp úp đá lắm kìa. Vãi lìn. Này một chưa thế Nó bảo vệ mà bằng được vãi vàng thôi đấy. thằng này có kinh nghiệm rồi. Thế sang chồng anh. Dồn hết chồng anh đi. Mai chẳng là anh đánh Ui, chẳng là này, quá. này. Mày nhá, vẫn còn có cùng đấy nhá. Kìa, đập chết rồi. Chết hai thằng dân rồi. À, vừa mất cái cục kia luôn. Mẹ tội anh nghe phải lồn rồi. Bị mình chọt do mình chị gì khổ quá cái. Thằng nào? Thằng Sang thằng anh, nghe. sang thằng anh. Ừ nhá, đang. Thì làm thêm nhà chính. Không thấy thằng Pháp nó chạy quanh quanh đây nhỉ? Nó ở nhà này, nó đắp nhà này. Ừ thì thế, cái vấn đề là không thấy nó chạy đây nữa. Nó đang có một cái ý đồ gì đấy thì sao? Hơi sợ thật. Sang nhà anh đi, dồn hết sang nhà anh. Rồi qua đây. Này, này, nó bo lại kìa. Thằng này chơi kìa. Rồi một tên vào nhà anh luôn nhá. Kìa, lò rèn nó kiểu kìa. Đánh trước đi nhá, đánh trước đi. Để mình bắt một sau cho. Thằng Pháp qua đét cho anh này. Cung bật kìa. Quay lại chơi chơi Pháp này, thằng Pháp này. Nhìn cái máy vàng của nó kìa. Người thật. Thì thằng anh đi, thì thằng anh này. Lao vào bãi gỗ của nó này. Đây đây đây, chạy sau này. Ui nhiều giáo chưa, nhiều giáo, từ từ thôi. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Thôi đi, cẩn thận lại lên 3. Lên 3 chưa? Ê thằng này lên 3 này. Chậm lại lên 3 luôn không? Này ra đây đừng cho này lên ba này. Nhanh lên chạy ra đây. Nhanh nhanh nhanh. Đừng cho nó lên ba. Cứ lao vào. Kìa ngựa kìa. Lao vào cung ấy. Đây 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 con. Yên tâm chắc được, lao vào cung này. Ok. Thôi.
Không sao không sao, vẫn chặn được, vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đâu kỵ kia đâu, kỵ kia đâu, đấu kỵ kia đâu. Tự nhiên sau na thằng từ từ lúc kia nó bảo sao cái thế nhở chặt hết dân à, mình đẻ phải chữ kia đẻ thêm hai nhà chính ấy. Chứ cần đẩy mặt vào cho nó cạnh hay sao thằng này đưa ba rồi. Thằng Nga tưởng chiếc cần đang đánh không à? Xong vậy. Lên bé. Kìa nó lao vào dân gỗ kìa. Chạy đấy, cứ chạy lăng quanh đi. Ủi ra hai nhà chính đi, không 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 kịp lại dân đâu. Chiếc cần đẩy đi, chiếc cần ơi. Không nào, không nào là chiêu với như vậy. Đang căng thẳng lắm rồi. Đâu có livestream như với người chỉ điểm chứ là cái kiểu rồi mà khi mình bỏ quên cái gì chim lợn cái thứ. Ừ. Người thằng ngoài tinh mắt hơn thằng trong, nó không bị mất tay. Làm dân. Đào. Chúng ta cứ đẩy đi thử thằng bé chạy xa đi. Ủa hồi lại nhanh á. Không tí không cứu được đâu ấy. Sang đây đánh nhau với cả là chiếc cần nữa xem nào. Thằng đỏ vừa đây đâu rồi chiếc cần này. Đấy đâu rồi, nó chạy kỹ mà chịu quá. Đi dò ấy đi, đi dò ấy đi ấy ơi. Ui. Kìa chịu sao vậy? Chọc luôn cái gì đâu. Chọc luôn kỹ pháp mà. Yên tâm đây này, về dọn cho. Lên kỵ 3 rồi. Chưa lên kỵ bà. Chỉ cần gà ra mày mày bị điên. Đấy tầm về dọn cho không phải lo. Chứ cần cứ đẩy đây, cứ đẩy thẳng nhà nó đây. Lại cứu bên đấy nữa à? Đợi tí. Thằng đấy có giáo với cung cơ mà. Phải ra nhiều ngựa lên hay là cẩu đá hay cơ. Còn thằng đấy cân 2 đấy, bởi vì cung anh đấy chứ không phải là đùa đâu. Cho ra làm ăn lại chứ cơ đây. Anh quan tâm lắm. Hai thằng đấy nhá, cẩn thận cẩn thận. Thôi cứ từ từ, cứ từ, coi kíp, cứ tập trung, tập trung đánh cái ấy, đánh cái gì nhỉ?
Đánh cái trước. Nói chung đánh cái ram đấy. Không cứ từ từ. Đúng rồi, tập trung đánh ram thôi, cứ đánh ram thôi. Con giáo đây để bắn cho, yên tâm. Bọn giáo đến bây giờ. Bọn này trừ khi nó chơi treo chết vì sợ. Này, lao vào cung này. Còn lâu dài, còn lâu dài. Chỉ cần mình kia đẩy thể. Chỉ cần mình kia đẩy mạnh là ra ăn này. Kéo nó vào cái nước này. Mày lần kế thép kìa. Đấy, bắn hết giáo rồi nhá. Này, bắn hết giáo này. Tí ra lao lao ăn ram nhá, lao ăn ram. Từ từ lại tí live stream cho anh em xem đã, không anh em... Chị nha, chị nha, chị nha. Này, 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 lao ra ăn cái ram đi, này. Ram chơ, chơ ra trọi ra này. Không ăn. Đây, đây. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, bình tĩnh rồi. Nó nhiều cung quá. Phải cần thêm ấy. Cần thêm ngựa. Ngựa này ít quá. Nó đi vui. Đi công dưới kia, công. Này này, kỵ cung kìa. À nhầm. Cái gì nhỉ? Ăn móc sau, móc sau, móc sau. Móc sau vui. Móc sau. Đây đây đây. Móc máy của nó đi. Móc đi, móc bằng sau, móc sau của cái ram ấy. Móc máy đi. Này cung này, cung anh này, cung anh này. Không không về, không về được, không sao không sao, không sao không sao, đấy ra lại ra dí thằng đỏ, nhanh quá vậy mới nổ. Má đỏ nó rạch cái gì. Má nó sạch. Đỏ nó sạch. Nghe đánh Vũ mệt quá. Đánh Vũ mệt đấy. Quá. Có đâu hàng rồi. Nhỏ sắp hết quân rồi đấy. Đấy. Còn gì đâu đấy. Ừ, chạy vào đây này. Mình sai lầm quá, thực thiếu quá. Mà. Vừa cứu nhà gà con xong lại còn vừa cả cứu nhà của Vũ nữa. Là không bằng cấu nhưng mà mất công rê quân về nhà thôi. Ừ thì đấy nhưng có